Ok, hello class. Rồi bây giờ mình cùng nhau ôn tập lại các từ vựng. Rồi có từ đầu tiên province. Province. Harvest. Harvest. Vinegar. Vinegar. Harvester. Harvester. Combine. Combine. Combine động từ thì mang nghĩa là kết hợp. Nhưng mà nếu từ combine mà đi chung với từ harvester, mình có từ combine harvester thì có nghĩa là bãi chập lúa. Unload, load, truck, truck, dry, dry, party fuel, party fuel, seam, envy, herd, during, lead, goods, goods. Nhớ goods này có S thì là danh từ có nghĩa là hàng hóa nha. Gather, gather, flow, flow, milk. Feed, cattle, cattle, poultry, poultry, pig, orchard, orchard, cloth, bag, pawn, hold, vast, huge, large, big, hospitable, 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 nhớ năm hai nha, old fashioned, old fashioned. Wall trend, wall trend. Picturesque, picturesque. Receive, receive. Thorough, thorough. Guest, yes. Guest, st đuôi st á, thì có nghĩa là khách, được chưa? Khách khứa đó. Còn guest là động từ thì có nghĩa là hai đuôi s cuối á, thì có nghĩa là động từ, có nghĩa là đoán. Rồi mình cũng có chút. It takes somebody một khoảng thời gian bao lâu to verb, có nghĩa là nó chiếm ai đó. Khoảng bao lâu để làm gì? Ok.